nay mình sẽ dạy các bạn làm ca cao. Ca cao. Đó. Nhiều cũng sẽ làm ca cao bò biển. Đúng rồi, bây giờ Mai Chi ơi. Mai Chi sẽ giới thiệu cho các bạn làm món ca cao bò biển thì nó sẽ có những cái gì nhỉ? Có những nguyên liệu gì? Sẽ có sữa này. Đúng rồi, có sữa này. Máy đánh bọt này. Máy đánh bọt. Đúng rồi, máy các cốc. Bạn. Cốc rồi, đúng rồi. Máy ca cao này các máy bạn đúng rồi. Ca cao với đường, với nước, với đá. Đúng rồi. Bây giờ thì Mai Chi sẽ đổ sữa vào đây nhá. Vâng. Đây, Mai Chi sẽ đổ sữa vào đây. Đúng rồi. Mai Chi sẽ đổ nhá. Đây, Mai Chi sẽ đổ cái vòi này. Cứ từ thôi, để đổ ra ngoài thôi. Đấy, các bạn thấy bạn Mai Chi. Wow, rất là nhiều sữa các bạn. Con bò này rất nhiều sữa. Con đứng thẳng lên không? Các bạn cười chê cho. Con bò có sữa sữa to. Nhưng mà con bò thì nó béo mắt thì nhiều sữa. Các bạn ơi, xong rồi đấy. Bây giờ thì bạn Mai Chi sẽ đánh bọt lên nhá. Đánh nào? Vào, con đánh bọt lên đi. Đánh bọt đâu? Đấy, con đánh bọt đi. Là con bấm đấy, không có mấy bọt, thế là từ từ thôi. Rồi các bạn sẽ xem bạn Mai Chi đánh bọt nhé. Đó, bạn Mai Chi đánh bọt đấy. Bọt lên nhiều chưa các bạn ơi? Đó, đánh bọt đấy, bọt lên chưa? Ok, thôi được rồi. Rồi, bây giờ thì Mai Chi sẽ cho thêm ít cà cao vào này. Cà cao, đổ ở đây. Mai Chi cho 2 thìa thôi nhé. 2 thìa vơi vơi thôi. Thì nó sẽ ngon. Hoặc là sẽ 1 thìa thôi cũng được. Mình sẽ 1 thìa rưỡi nữa. Ui, đầy quá. Đúng rồi, cho vào đây. Đúng không? Vơi thêm 1 thìa nữa đi. Vơi vơi thôi. Đúng rồi. Thôi được rồi. Đóng mắt lại. Ok, bây giờ bạn Mai Chi sẽ cho thêm một chút đường vào nhé. Mà con cho đường vào. Con gạt hết đường rồi. Được, đưa bát này con gạt hết vào đi. Đó, các bạn thấy bạn Mai Chi làm khéo chưa? Mai Chi làm rất khéo nhé. Rồi các bạn hãy xem bạn Mai Chi sẽ đánh bọt, một tay con giữ ở đây, một tay con đánh bọt. Đúng rồi, các bạn nhìn bạn Mai Chi đi. Tung mù khói. Đưa từ từ thôi, con từ từ đưa ra giữa nọ, đưa giữa cốc. Ok, đúng rồi, đã được rồi. Ok. Bây giờ Mai Chi sẽ cho thêm một ít đá vào để cho mát nhé. Đá này cứ cho vào thôi. Con đổ vào đây. Đó, như vậy là bạn Mai Chi đã làm xong rồi. Làm xong cốc ca cao bột biển rồi các bạn ạ. Rồi thì bạn Mai Chi mời các bạn uống đi. Mai Chi uống thử trước đi. Ngon chưa? Con cảm nhận như thế nào nhỉ? Ngon. Rất là ngon, các bạn thấy thích không? Bây giờ con... Ngon, ngon, ngọt. Con mời các bạn uống đi. Rồi bây giờ thì con sẽ chào tạm biệt các bạn thôi. Các bạn ơi, cuối cùng video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích xem video của mình, hãy cho mình like, một share để đăng ký theo dõi dưới bên mình nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Ok. Bây giờ thì thưởng thức thôi nào. Thưởng thức tiếp thôi nào. Mà con sẽ thử xem. Thử xem là có hay, có ngon không? Con làm cho có ngon hơn bao giờ đâu. Của con ngon hơn từ bao giờ đấy.